mày nợ tiền tao chưa trả mà còn mua tai nghe xịn vậy? Tai nghe này nghe phê quá nên tao không kiềm lòng được. Hay mày cầm tạm rồi xóa nợ cho tao được không? Điều khiển thì chạm vào tai nghe là được nhá. Ui, hay phết nhờ. Ủa, rồi sao tao chạm được tai nghe giờ? Có nén đâu, có nén đâu rồi? Sao mà mày vẫn lăn lộn nắng hại ở nhà? Đi kiếm việc làm đi. Con trai bác ứng tuyển làm nhân viên an ninh mạng chỗ chúng tôi, nhưng mấy hôm nay không thấy đến. Ô hay, nó vẫn rời nhà đi làm suốt mà. Anh kia, ai cho anh chăng mạng ở đây? Con nén đần đồn này. Công việc của mày là đảm bảo an ninh mạng internet cơ mà. Sao mày ngu thế hả? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Tỷ đu đang bị mẹ nó phạt quỳ thì có chủ hàng xóm đến chơi. Chị ơi, tôi đem trái cây qua cho thằng tỷ nè. À, mít, hên, có hàng xóm quá cứu. Ui dồi ôi, hàng xóm tốt bụng thật đấy. Biết tỷ đu đang bị phạt nên mang mít sang để cho nó quỳ phê hơn kìa. Con trai à, trên thế giới này tồn tại một thứ gọi là tiền. Mỗi người kiếm tiền với những cách khác nhau. Vì thế mà số lượng và cách sử dụng tiền của họ cũng khác nhau. Nhưng con hãy nhớ rằng tiền không thể mua được tất cả mọi thứ. Ồn ào quá, dạy con thì về nhà. Cầm lấy và biến ra chỗ khác. Mày nghĩ mày có tiền là sai bảo được bố con ông sao? 200.000 để bố ơi. Tiền không mua được tất cả, nhưng cơ bản là mua được gần hết. Úi dồi ôi, ông bố này dạy đạo lý cho lắm vào, mà cũng bị mê hoặc bởi đồng tiền kìa. Được, một mét. À, hôm nay bố lại mua hamburger và trà sữa. Mấy món này đắt lắm, sao bố mua cho con hoa giấy? Xời, ba cái đồ yêu này. Đơn hàng của bạn vừa bị hủy. Úi dồi ôi, thì ra ông bố này là shipper hay bị khách bom hàng nên phải mang về cho con trai ăn. Hích, hôm nay làm nhiều quá, phải nạp năng lượng thôi. Đấy, mày thấy không, làm gì có ai sướng như hai đứa mình. Hết năng lượng là nạp ngay bằng combo 39k, vừa ngon vừa rẻ ở McDonald's. Combo này có nhiều món khác nhau để lừa nữa. Bà chả, hết pin rồi. Lại đây ông chả, ơm, sạc pin nè, tương ớt không? Ơm, đủ cay rồi. Úi dồi ôi, nhất bạch cột tin rồi nhá. Vừa ăn bánh hamburger, lại có được người ta bón cơm chó cho ăn nữa kìa. Cay, tôi nhờ. Chiều mai tan học về, trời sẽ mưa đấy. Nhớ đem theo mấy thứ cần thiết để phòng khi mưa. À, mưa, hên quá, có đem theo. Tao cũng thế, tao cũng thế. What the hell?